Rồi. Chào các bạn, mình chia sẻ cách đó là ghép vô trần âm dương bằng trần bê tông nha. Đèn âm trần bê tông. Đó, cái râu này là mình không có nha. Đây là mình lắp dây điện dương bằng. Đó, cái này là mình khi mình lắp là mình để vô cái lỗ này. À, cái lỗ đèn mình có sẵn nè, lỗ là mình lúc mình đổ bê tông á, mình đặt ống luôn. À, cái này là cái trần âm âm chứ không phải là cái trần bê tông chứ không phải là cái trần thạch cao nha. Đó. Đó. Thì mình muốn cho nó chuẩn dễ gì đó là khi khâu đầu tiên á là cái lỗ này nè, cái lỗ này nè là mình sẽ đặt ống xong rồi á là thời hồn người ta tô, ta tô xong rồi chỗ này không có thẳng gì đâu, mình phải lên mình gắn co cái gì lại rồi mình lắp đèn, mình lắp đèn cái dễ vậy bạn. Tới đây mình lắp cái đèn thứ hai nha. Đó. Cũng tình tự như vậy thôi. Cái dây này mình để đây rồi khi mình làm xong công việc đó mình lên trên mình ngồi tầng trên này nè, đó mình sẽ gác cái sắt ngang mình buộc cái đèn lên là bà con đã xài lâu dài á nó không bị tụt chân mặt, chứ để mình đắp vô đây cái nồi kho này nè nó bẫy rồi nè, nó lỡ lâu ngày á nó nhớ nhớ nó tụt nó hiếm mình xấu lắm đó, mình làm chứ đâu cho cái chắc chắn là thả nó chậm mà nó chắc chứ mình làm chi cho lẹ mà nó thời gian nó bị sửa chữa nó không khi nó tụt cái này nó nhấp nhấp nó trên trơn nè vậy đó. Thôi mình chia sẻ lắm cái đèn âm đèn như bạn nữa rồi chỉnh một lần. Bye.